Hello luôn, xin chào các bạn. Hôm nay mình đi lên đi villa để mình bắt cái con Miro Cat nha. Má con Miro Cat này khó bắt lắm. Full á, đủ má full. Collection không đêm luôn nha, 300 rồi. Go go go. Ok. Cái này mình xem coi nó Không có ai ngoài cả. Mà cả cái vậy nó đồ mẹ yếu rồi.
Rồi xong mirror cap nha các bạn. Ok mirror cap rồi nè. Đó. Ok nghe là hoàn thành cái mission nha. Rồi ok bắt tiếp. Okay.